xin chào cả nhà thân yêu đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Ca. Showroom Sài Gòn Ca chúng em tự hào là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có cam kết và bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 6 tháng hoặc 10.000 km. Với 5 tiêu chí vàng là xe không tai nạn, xe không ngập nước, xe không đại tu động cơ hộp số, xác định nguồn gốc và năm sản xuất rõ ràng để đảm bảo cho việc mua bán và sang tên. Địa chỉ của Showroom Sài Gòn Ca chúng em nằm tại số nhà 613, 615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chúng em có hỗ trợ khách hàng thẩm định giá, thẩm định chất lượng xe miễn phí, hỗ trợ vay trả góp với lãi suất ưu đãi, giao xe tận nhà và tặng bộ rút hồ sơ gốc nha. Trong video ngày hôm nay em Quỳnh lên sóng để cập nhật những sản phẩm mới về và đang có sẵn tại Showroom Sài Gòn Ca. Hy vọng là sẽ được sự đón nhận, theo dõi cũng như là ủng hộ của quý anh chị ở trên kênh nhé. Và trong video ngày hôm nay thì sẽ có một số mặt hàng ưu ái em Quỳnh sẽ giảm giá để cho quý anh chị có nhiều sự lựa chọn hơn tại Showroom Sài Gòn Ca nhé. Trong này thì em đang trưng bày đa dạng các xe từ phân khúc 300 triệu cho đến trên dưới 1 tỷ. Đa số là các xe tầm trung và em hy vọng là sẽ được, em nghĩ rằng là những cái sản phẩm này sẽ dễ tiếp cận khách hàng của em hơn nhá. Chiếc xe đầu tiên trong video ngày hôm nay đó chính là Hyundai Santa Fe bản dầu cao cấp. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe lăn bánh chỉ có hơn 40.000 km thôi, với lớp sơn màu đỏ mận và nội thất là ghế da tông màu nâu nhá, bản phun dầu cao cấp. Xe nhà em Quỳnh mua mới một chủ từ đầu, có đầy đủ lịch sử bảo hành bảo dưỡng ở trong hệ thống của Hyundai, bảo dưỡng đều đặn theo định kỳ của hãng nhá. Cùng em Quỳnh khám phá qua về form dáng thiết kế của chiếc Hyundai Santa Fe thời điểm năm 2022. Một cái mẫu xe SUV mà được phải nói là cái lựa chọn hàng đầu khi mà người dân Việt Nam nhắc đến một chiếc 7 chỗ dành riêng cho gia đình, phải không ạ? Hyundai Santa Fe bây giờ cũng rất là khác xưa rất là nhiều. Form dáng trẻ trung hơn, năng động hơn, rộng rãi hơn, công nghệ nhiều hơn. Phải nói rằng là Hyundai Santa Fe xứng danh là một cái chiếc xe mang cả bầu trời công nghệ trên xe nha mọi người. Điểm nổi bật ở trên chiếc Hyundai Santa Fe năm 2022 đó chính là chiều dài cơ sở dài hơn hẳn so với cả những phiên bản tiền nhiệm lên tới 20 phân. Đất rất là quá rộng rồi, tạo cái khoảng không gian rộng rãi cho khoang hành lý cũng như là hàng ghế thứ ba, phải không ạ? Ở trong khoang nội thất thì thiết kế ghế da cao cấp với tông màu nâu chủ đạo. Xe nhà em Quỳnh có hắt kính này, một số chi tiết là nguyên bản nhá. Nhà sản xuất đã để rất nhiều option rồi nên chúng ta gần như là không phải độ thêm đồ chơi gì nhiều. Từ hắt kính này, cam 360 và xe đã lên cam hành trình, có nhớ ghế, có ghế chỉnh điện này, có phanh tay điện tử nữa và đặc biệt là 7 chế độ lái. 7 chế độ lái luôn, nhiều lắm mọi người ạ. Mà bây giờ Santa Fe đầy đủ hết rồi này. Rèm che cửa sổ cũng có, cổng sạc, cửa gió điều hòa phía sau này, lên lót sàn này, ở cửa sổ trời toàn cảnh panorama và đặc biệt là cái hệ thống giải trí loa Harman nhá. Đây sơn xi bên ngoài còn rất là đẹp, hầu như là chưa sơn một lần nào cả. Sơn zin còn lên tới 99% giá trị xe. Và cốp điện là một cái chi tiết không thể thiếu nhá. Camera lùi này, cảm biến phía sau, khoang hành lý và hàng ghế thứ ba được gập xuống tạo thành một cái mặt phẳng vô cùng rộng rãi và trông rất là thoáng xe. Đấy, thơm, xe còn thơm mùi mới các bác ạ. Bác nào mà đang tìm hiểu cái dòng Santa Fe hoặc là muốn tham khảo chiếc này thì có thể liên hệ cho em Quỳnh hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Showroom Sài Gòn Ca nhé. Chiếc này thì trang bị động cơ là 2.2 phun dầu, rất là tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và máy cực kỳ im. Showroom Sài Gòn Ca đang chào bán chiếc Hyundai Santa Fe bản dầu cao cấp năm 2022 với mức giá là 1 tỷ 120 triệu tại Showroom Sài Gòn Ca. Có hỗ trợ trả góp nha các bác. Và bên này thì có một chiếc Kia Seltos này. Kia Seltos phiên bản Luxury năm 2022 này. Lăn bánh chỉ có 15.000 km thôi và quý anh chị đã thấy là cái lớp sơn của nhà Kia là trang bị lớp sơn màu đỏ tươi. Một cái mẫu 5 chỗ gầm cao rất đáng đồng tiền bát gạo nha. Kia Seltos. Với động cơ 1.4 turbo và chất xe siêu lướt như thế này mà giá loanh quanh chỉ 6 đồng thôi là các bác có thể sở hữu mẫu xe này rồi. Form dáng trẻ trung, năng động, cá tính, động cơ 1.4 vận hành êm ái, tiết kiệm và cực kỳ bốc nhá. Đã 1.4 lại còn turbo cơ. Đây, nhiều người ví von rằng chiếc Seltos thì giống với cả Evoque ấy, nhưng mà cũng em Quỳnh thấy cái phần đầu là hơi lớ thật. Thế nào, biển số của em vào đây nha. Phúc cơ. Được cái là cái dòng 5 chỗ gầm cao thì cái khoang hành lý của nó rất là rộng mọi người ạ. Thơm quá, cái mùi da công nghiệp nó vẫn còn. Trước này thì trang bị nội thất ghế da tông màu kem với ghế múi này.
có lên trải thảm sàn, cổng sạc này, cửa gió điều hòa phía sau nhá. Cái bản này thì chưa phải là bản brand ấy, không có cửa sổ nóc nha mọi người. Đấy, 15.000 km lên sơn si, sơn di bên ngoài còn lên tới là 98% giá trị xe này. Chất lốp là nguyên dàn theo xe, xe rất là đẹp. Ở bên kia thì có ghế chỉnh điện nha, màn hình cảm ứng ở phía trung tâm này. Đấy, camera hành trình. Một cái mẫu xe mà rất là trẻ trung và phù hợp với cả nhiều lứa tuổi. Chiếc xe top này thì đang được showroom Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 605 triệu nha. 605 triệu Kia Seltos phiên bản Luxury năm 2022. Các bác chỉ cần trả trước khoảng 250 triệu thôi, là số tiền còn lại thì bên em Quỳnh sẽ hỗ trợ mọi người vay trả góp qua ngân hàng nhá. Còn bây giờ thì sẽ giới thiệu những cái chiếc xe đang có sẵn tại cửa hàng và cũng như là muốn hạ giá một số sản phẩm nhá. Bên này có một chiếc Toyota Vios bản ECVT, tức là bản E số tự động với động cơ 1.5. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2022, lăn bánh là 29.000 km nha. Nước sơn màu vàng cát và nội thất là ghế da tông màu kem. Một cái mẫu xe nồi đồng cối đá phân khúc B của nhà Toyota vô cùng lành tính, tiết kiệm cũng như là bền bỉ. Đang được Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 458 triệu nha mọi người. 458 triệu Vios bản E số tự động năm 2022. Rất là đẹp, sơn si bên ngoài và sơn zin là 99% giá trị xe. Bên này là Kia Celanto bản 2.0 năm 2020. Hôm nay xin phép là hạ giá sập sàn mẫu xe này nhá. Bác nào mà đi qua dọc quốc lộ 13 và đang tìm hiểu về dòng Kia Celanto thì có thấy là em nó độc nhất vô nhị không ạ? Là trước Kia Celanto nhà em Quỳnh có một cái lớp sơn mà màu độc nhất vô nhị và rất hợp với cả bác nào mận thổ. Em phải công nhận một điều các bác là các bác, em đã mua xe rất nhiều ở Vũng Tàu rồi nha anh em. Vũng Tàu vô cùng ăn chơi, màu hồng cũng có, xanh lá cây cũng có. Đây, bác nào muốn thích trải nghiệm cái chiếc xe mà nổi nhất phố thì tham khảo con này nhá. Trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh sẽ hạ giá cái chiếc Kia Celanto 2.0 Pre năm 2020 với mức giá là 499 triệu, được không ạ? 499 triệu chiếc xe này. Bình thường ở trên thị trường nếu như mà nó là màu nguyên bản thì đã chào bán với mức giá là 530 triệu cho đến 550 triệu rồi. Nhưng mà biết thân biết phận là chủ xe sơn đổi màu ở trong hãng, đúng không? Con này đã sơn đổi màu rồi, bởi vì bảng màu của Kia Celanto thì làm gì có màu này. Em sẽ bán với một mức giá là 499 triệu cho quý anh chị tham khảo nhá. 499 triệu này. Toyota Altis bản 1.8G năm 2017, xe đã rút hồ sơ gốc cầm tay nhá. Quý anh chị sang tên chỉ trong vòng một buổi thôi là có biển số để gắn vào xe rồi. Với lớp sơn màu nâu và nội thất là ghế da tông màu kem, xe mua mới một chủ từ đầu. Lăn bánh chuẩn là 67.000 km, được bảo hành bảo dưỡng đều đặn ở trong hệ thống của Toyota và đang được showroom Sài Gòn Ca chào bán với mức giá là 489 triệu chiếc xe này. 489 triệu chiếc Toyota Altis nha. Đấy, form dáng thì rất là điềm đạm và gần như là không lỗi thời. Sài Gòn Ca thì đang trưng bày rất nhiều mẫu xe, nhưng mà có những cái mẫu xe mà đang đi dọn và spa để có thể hoàn thiện nằm tại cửa hàng. Nên là hôm nay thì có cái gì thì giới thiệu cái đó nhá. Chevrolet Cruze này, có một chiếc Chevrolet Cruze bản số tự động năm 2017. Xe lăn bánh 49.000 km nhá. Nước sơn màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen mọi người ạ. Đấy, trước này thì một cái mẫu xe mà rất là ăn khách của nhà Chevrolet. Ở một mẫu sedan được rất nhiều dân chơi lựa chọn và bây giờ thì nó phải được gọi là hàng hiếm có vô cùng luôn. Trước này em Quỳnh đang chào bán với mức giá là 305 triệu cho quý anh chị đam mê dòng này tham khảo nhé. Chỉ 305 triệu thôi, có một chiếc sedan số tự động mà đầy công nghệ như thế này rồi. Bên này là Ford Fiesta, xe được sản xuất năm 2015, đã 9 năm sử dụng nhưng mới lăn bánh chỉ có 34.000 km. Xe nhà em Quỳnh trang bị lớp sơn màu xám lông chuột và tất là ghế da tông màu đen. Một mẫu sedan giá rẻ số tự động cho quý anh chị nào đang tham khảo nhá. 299 triệu Ford Fiesta năm 2015. Bác nào mà đi trong phố, chị em nào mà muốn tập lái, muốn xe gọn nhẹ thì có thể tham khảo chiếc xe này. Rẻ hơn Morning, rẻ hơn i10 nhưng công năng sử dụng đảm bảo là rất nhiều nhá. 299 triệu mẫu xe này. Trong này thì một loạt những cái mẫu xe của nhà Mazda đây. Cái hàng này thì 4 xe thì tới là 3 xe của nhà Mazda rồi. Mazda CX-8 này, em có một chiếc Mazda CX-8 biển 51. Mazda CX-8 phiên bản Premium 2 cầu 2.5 nhá. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Lướt chỉ có 18.000 km thôi. Lớp sơn màu trắng và nó thất là ghế da tông màu nâu.
thiết kế ra lắp 3 nhá. Xe nhà em Quỳnh thì bảo dưỡng đều đặn, hình như mới bảo dưỡng có 3 lần ở trong hệ thống của hãng thôi. Lịch sử chỉ có bảo dưỡng và thay nhớt thôi. Đấy, công kiểm tra phụ tùng. Xe rất là đẹp, một cái mẫu SUV 7 chỗ của nhà Mazda mà công nghệ cũng rất là nhiều khi mà đứng cạnh các đối thủ như Santa Fe, Sorento phải không ạ? Trước này thì em Quỳnh đang chào bán với mức giá là 968 triệu nhá. 968 triệu, hôm nọ bác nào mà bảo em Quỳnh tìm CX-8 màu trắng đây, hôm nay em tìm được bác rồi. Không tìm em Quỳnh là em Quỳnh tìm lại đi nhá. Mazda CX-30 phiên bản 2.0 Luxury năm 2022. Đây là một mẫu 5 chỗ gầm cao nhập khẩu đến từ Thái Lan nhá. Giá vô cùng hợp lý, công nghệ thì nhiều. Xe tiền trăm nhưng mà toàn trang bị công nghệ tiền tỷ thôi. Các bác thấy là form dáng của Mazda thì rất là trẻ trung và phù hợp với cả thời đại. Chiếc xe nhà em Quỳnh trang bị lớp sơn màu đỏ pha lê nổi bật và nội thất là ghế da tông màu đen. Lăn bánh là hơn 30.000 km nha. Trước này em sẽ chào bán với mức giá là 658 triệu. 658 triệu Mazda CX-30. Honda Civic bản RS năm 2020, xe lăn bánh là 48.000 km nha. Lớp sơn màu đen và nội thất là ghế da tông màu đen. Xe bảo hành bảo dưỡng đều đặn ở trong hãng, kiểm tra thoải mái nhá. Đấy, xe một chủ mua mới từ đầu, và bác nào mà hợp cái mệnh Civic màu đen thì liên hệ cho em Quỳnh nhá. Em Quỳnh đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 635 triệu, giá đã bao gồm rút hồ sơ gốc nha. 635 triệu này. Mazda CX-5 phiên bản 2.0 năm 2017, đây là form mới thiết kế của năm 2018 này. Xe lăn bánh chỉ có 86.000 km, mọi người ạ, cũng đã 7 năm sử dụng cho một chiếc xe như thế này rồi. Và form dáng của Mazda CX-5 thì qua bao nhiêu năm rồi, 7 năm sử dụng nhưng mà không hề lỗi thời, vẫn còn cực kỳ chất nhá. Trước này showroom Sài Gòn Car đang chào bán với mức giá là 599 triệu, giá rất êm. Đầu năm cho quý anh chị, 599 triệu. Kia Zono đây, một cái mẫu xe MPV cỡ nhỏ của nhà Kia trong tầm giá chỉ hơn 4 đồng nhá. Đây là chiếc Kia Zondo phiên bản 2.0 GAT, xe được sản xuất và đăng ký năm 2018. Mua mới một chủ sử dụng từ đầu, đã lăn bánh là 68.000 km. Lớp sơn màu trắng, nội thất là ghế da tông màu kem nha. Trước này em Quỳnh sẽ chào bán với mức giá là 425 triệu nha mọi người. 425 triệu chiếc xe này, giá cực kỳ êm. 7 chỗ ngồi mà số tự động nhá. Xe rất là đẹp. Ở bên này thì có chiếc Kia Sorento này. Kia Sorento thì cũng là một trong những chiếc xe SUV của nhà Kia. Chiếc xe nhà em Quỳnh là bản phun xăng 2.4 GATH. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2016, mua mới một chủ sử dụng từ đầu. Có đầy đủ lịch sử bảo hành bảo dưỡng ở trong hệ thống của hãng, kiểm tra thoải mái về nguồn gốc lịch sử của chiếc xe này. Đang chào bán với mức giá là 505 triệu, giá đã rút hồ sơ rồi. Em rút hồ sơ rồi. Bác nào mua chiếc xe này rất thuận lợi, chỉ cần sang tên trong vòng một ngày thôi nhá. Hạ giá 505 triệu mẫu xe này. Bên này có cả VinFast này. VinFast Lux A bản Bay năm 2019 với động cơ 2.0 turbo. Xe lăn bánh 6 vạn, nước sơn màu xanh và nội thất là ghế da tông màu nâu da bò. Đang được chào bán với mức giá là 525 triệu, giá rất êm cho một chiếc xe phân khúc E. Các bác tham khảo dòng VinFast nhé. Kia Carens phiên bản 2.0 số tự động năm 2014. Xe đã lăn bánh là 63.000 km nhá. Nước sơn màu nâu và nội thất là ghế da này. Ở trên cái mẫu 7 chỗ của nhà Kia như thế này, giá chỉ hơn 3 đồng thôi. Số tự động, 7 chỗ số tự động giá hơn 3 đồng. Có ghế điện, có hai màn hình cảm ứng, nghe nhạc thoải mái nhá. Camera hành trình rồi. Em Quỳnh đang chào bán chiếc Kia Carens này với mức giá là 348 triệu. Xe đi cực kỳ chất. 2014 mà lăn bánh thì có 6 vạn thôi. Rất là đẹp, 10 năm sử dụng mà 6 vạn đây này. Trong này thì là các chiếc xe mà đã nhận cọc và đang tiến hành ra tên. Ngoài ra thì em Quỳnh còn một chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Pre năm 2019. Một chủ mua mới từ đầu, lăn bánh chuẩn là 5 vạn. Trước đó thì lại đang đi spa mất rồi, tranh thủ spa để có thể hoàn thiện cho mọi người. Và một chiếc Mazda 3 năm 2019 màu trắng cũng đang đi spa. Rất là tiếc hai chiếc xe không có đây để có thể quay cho mọi người. Quý anh chị nào mà cần em Quỳnh hỗ trợ về tất cả các hình ảnh, video, giấy tờ của một chiếc xe có thể liên hệ qua Zalo của em Quỳnh là 0823 07 222, hoặc đến trực tiếp địa chỉ của showroom Sài Gòn Car là số 613 615
quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức để trải nghiệm và lái thử các dòng xe nhé. Video của em Quỳnh ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, em Quỳnh mong muốn là quý anh chị hãy bỏ ra một ít phút đăng ký kênh Showroom Sài Gòn Car để có thể nhận nhiều thông tin hơn những chiếc xe mới về và sắp về tại cửa hàng. Chúng em sẽ cập nhật thường xuyên ở trên trang cá nhân cũng như là trang cộng đồng của kênh YouTube nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.